dòng đời bão đổi thay, những lầm lỗi mang nặng trên vai. Lòng người bão đắng cay, theo năm tháng không hề nguôi ngoai. Dừng lại hay đi tiếp, định mệnh đưa ta đến cuối cùng, sai hay đúng, hận thù hay bao dung. Cứ yêu thương đi, có sao lòng bão suy nghĩ. Gió này làm chiếc lá vô tình bay bay, ao mộng xưa có hay gieo ân oán hận thù lâu nay. Đoạn đường đi phía trước chẳng còn ai, chẳng còn ai bên, đến khi ngoảnh lại mới thấy người mình không quên. Thương đi, cớ sao lòng bao suy nghĩ? Cớ sao lòng bao suy nghĩ? Cứ yêu thương đi, gánh đùa hận thù thêm chi? Gánh đùa hận thù thêm chi? Cùng vượt qua bão giông, phía sau cơn mưa ta sẽ thấy được cầu vồng, sẽ thấy ấm hơn như mặt trời mùa đông. Mặt trời mùa đông, 20 giờ thứ 6, thứ 7 hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng VOON.